Thời điểm năm mới Tết đến, một số bạn đã có thưởng Tết, một số bạn thì sắp có thưởng Tết. Mình thì cũng là một người sắp có thưởng Tết, hoặc là không có, cái này thì mình không thể biết trước được. Tuy nhiên, Tết đến thì chắc chắn mình sẽ mua bộ PC để có thể chơi game giải trí tại nhà, hoặc là mình làm việc nữa. Trong tầm giá khoảng từ 13 tới 14 triệu đồng sẽ có rất nhiều các lựa chọn dành cho các bạn. Tuy nhiên, ở trong video ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một lựa chọn theo như mình đánh giá là tương đối tốt đến từ đội đỏ, toàn bộ các linh kiện tới từ AMD. Đối với những bạn nào mà là fan của AMD thì chắc chắn sẽ thấy rất ngon. Còn đối với những bạn nào mà chưa phải là fan của AMD hoặc là lần đầu tiên biết tới AMD thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một combo mà các bạn có thể cân nhắc để chọn mua cho mọi nhu cầu của bạn, từ chơi game cho tới làm việc. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần bo mạch chủ trước. Rồi, trước khi nói về mạch chủ thì mình sẽ đặt hết các linh kiện lên để cho các bạn tập trung vào phần bo mạch chủ. Thì những linh kiện được mình đặt lên bàn ngày hôm nay thì khi các bạn mua, các bạn sẽ nhận được gần đấy các linh kiện. Đầu tiên mình sẽ nói về phần bo mạch chủ, sẽ là bo mạch chủ đến từ ASRock B450M Pro 4F. Đây, mình đang có ở đây. Sẽ có một số lưu ý nhỏ dành những bạn nào mà biết tới nhiều về mặt công nghệ của AMD rồi. Đó chính là về việc các bạn cắm RAM. Cắm RAM thì đối với những mẫu bên đây thì khi các bạn cắm dual channel thì là mặc định bus RAM sẽ nhận là 2400 luôn cho các bạn. Tức là nói một cách dễ hiểu, nếu bạn có một thanh RAM, có bus RAM khoảng chừng, để mình nghĩ xem nào, bus RAM sẽ rơi vào khoảng chừng 3000 đi, khi các bạn cắm vào mà không bật tính năng XMP lên thì mặc định bus RAM sẽ nhận được ở mức là 2400. Thôi nói nhanh thôi, các bạn nào mà quan tâm thì có thể tìm hiểu, bởi vì bí kíp luyện công có trong vỏ hộp nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Rồi, mình sẽ lấy phần bên ra. Bên thì thực tế ra là mình đã bỏ hết cái phần vỏ ra ngoài rồi để cho đỡ tiếng loài xoạch. Thì đối mẫu main của ASRock hướng tới sử dụng các mẫu CPU Ryzen 5 là tối đa rồi, không sử dụng lên các mẫu gọi là Ryzen 7. Ryzen 7 thì hơi nặng một chút, các bạn cần phải lựa chọn những mẫu bo mạch chủ khác. Thì các bạn nhìn thấy ở đây sẽ có tổng cộng là 4 khe RAM, 2 khe SDDR2. Và mình sẽ lưu ý một chút cho các bạn, đó chính là nếu như các bạn có nhu cầu mua 2 SDDR2 thì với khe bên trên sẽ nhận SSD NVMe đầy đủ Gen 3X4. Tuy nhiên, đối với khe bên dưới, khi bạn cắm khe trên rồi, các bạn cắm khe dưới sẽ chỉ là SSD SATA 3 mà thôi. Và cái số lượng khe SATA để các bạn có thể lắp thêm HDD sẽ rơi vào khoảng 4 cổng nữa. Và một điểm đặc biệt, mình nghĩ là đặc biệt đấy, mẫu main giá rẻ, có USB Type-C. Tầm này nhiều linh kiện sử dụng USB Type-C lắm, dễ lắm, và tầm này dùng USB Type-C tương đối ngon. Và về phần CPU, về mẫu CPU mình đang có ở đây là CPU Ryzen 5 3500, 6 nhân 6 luồng, mức giá chỉ rơi vào khoảng chừng, mình nhớ không lầm, rơi vào khoảng 3 triệu đồng, loanh quanh cái tầm giá ấy thôi. Với mẫu CPU có 6 nhân, hầu như các tác vụ chơi game thông thường, chỉ các tựa game nặng như kiểu Battlefield thì mình không nói tới, bởi Battlefield có 8 nhân thì cũng ăn hết 8 nhân thôi. Các tựa game online, offline bây giờ 6 nhân là một sự lựa chọn tương đối tốt. Và một cái nữa, đối với những bạn bây giờ ấy kiểu làm streamer nhiều lắm, mình thì thi thoảng mình có stream, mình stream trên kênh YouTube của An Phát thôi, mình không stream riêng, thì với 6 nhân các bạn sẽ có thể stream tương đối tốt ở trên độ phân giải Full HD, gọi là cái bitrate không quá cao. À đâu, bitrate là do mạng chứ nhỉ? Đúng rồi, các bạn stream với chất lượng gọi là không quá đặt nặng nhiều, và cạc thì sẽ gánh phần chơi game, còn CPU sẽ gánh cái phần đẩy lượt stream lên. Thì với mẫu CPU Ryzen 5 3500, các bạn không nhất thiết phải mua tản rời, các bạn vẫn có thể mua nếu cảm thấy thích, bởi vì mua tản rời nó sẽ đẹp hơn. Còn đối với những tản có sẵn thì đã có thể gánh được tốt cho CPU Ryzen 5 rồi. Về phần RAM, RAM sẽ là RAM tới từ PNI. PNI hiện tại bus RAM là 3200, các bạn cắm vào bắt buộc phải vào trong BIOS để bật tính năng XMP lên thì mới có thể nhận được 3200. Các bạn cần phải vào để bật, bởi vì không các bạn sẽ bị lãng phí hiệu năng. Bởi vì các dòng CPU của AMD, do cái đặc thù tính chất gọi là cấu tạo của CPU AMD, bắt buộc các bạn phải sử dụng dual channel và bus RAM phải từ 3000 cho tới 3600, thì khi đấy hiệu năng của CPU mới có thể bung được hết ra. Còn không thì với những bus RAM thấp, bởi vì mình đã có làm một video test rồi, bus RAM thấp hiệu năng của CPU AMD sẽ giảm đi khoảng chừng tối đa là hơn 20%. 20% với một CPU 6 nhân là tương đối lớn đấy. Cách cắm RAM thì các bạn cứ xen kẽ nhau thôi. Hai thanh RAM xen kẽ thì các bạn mới có thể nhận được bus RAM là, với nhận được dual channel thì với là full hết băng thông được. Phần vỏ cây thì đã sẽ vỏ cây Kenno.
Thật ra thì Volcano được mình lựa chọn ngày hôm nay sẽ không được trang bị sẵn fan. Sẽ có hai option cho các bạn lựa chọn khi các bạn mua riêng vỏ cây nhá. Một là vỏ cây không có fan theo kèm, và cái thứ hai nữa là vỏ cây có sẵn 3 fan. Tuy nhiên thì 3 fan có sẵn thường sẽ không đẹp bằng những fan các bạn mua riêng, mua lẻ bên ngoài. Và các bạn quan tâm thì một bộ kit fan tới từ ID Cooling sẽ có mức giá chỉ rơi vào khoảng chừng 700.000. Khoảng 700.000 các bạn có LED RGB các thứ vô cùng đẹp đẽ. Mình nghĩ là các bạn nên đầu tư để cho cái vỏ cây các bạn có được cái airflow tốt này. Thứ nhất là sáng hơn, đẹp hơn, vỏ các bạn sẽ thoáng mát hơn. Cả các bạn sẽ không bị nóng nữa. Bởi vì nhiều bạn sợ cạc của AMD với CPU của AMD nóng hay quá nhiệt các thứ các thứ. Mình sử dụng thì gần như chẳng giờ thấy hiện tượng xảy ra cả. Tuy nhiên vỏ vẫn hằn trống mà. Biết đâu cạc cái khác không nóng nhưng cạc của các bạn bị nóng thì sao. Cuối cùng, thành phần linh kiện quan trọng nhất ảnh hưởng tới trải nghiệm chơi game của các bạn đó chính là về phần card đồ họa. Card đồ họa mình đang có ở đây là RX 5500XT, 5000XT thời gian đầu tiên mới ra mắt đấy. Thực tế là cho cái hiệu năng chơi giá thành không thực sự ấn tượng vào cái thời điểm đấy, bởi vì 5600XT và 5700XT đã chiếm trọn spotlight rồi. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian thì bây giờ 5500XT đã có mức giá tốt hơn rất nhiều. Phiên bản mình đang có là phiên bản Dual sử dụng 2 fan Aztec fan, tức là 2 fan chống bụi hoàn toàn luôn. Hợp lý, quá hợp lý luôn. À, cái bộ của Acer ấy có một cách đóng hộp vô cùng thú vị mà dành cho những bạn nào mà mua cạp mà sau này muốn bán lại. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn sự thú vị của cạp Acer. Đối với cạc đồ họa của Acer, các bạn nhìn thấy không? Trông mới tinh luôn. Trông như kiểu mình chưa hề mở ra, nhưng cách mở rất đơn giản. Các bạn nhìn phần đằng sau này. Cách mở nằm đây ấy. Dành cho những cái bạn mà khi mua cạc đồ họa về, bởi vì fan, đó là fan chống bụi rồi. Khi các bạn sử dụng các bạn một thời gian khoảng chừng đến một năm đi, lúc đấy chỉ cần phủi phủi bụi bên trên cái phần backplate thôi. Lúc đấy cạc sẽ trông như mới, như kiểu là chưa hề sử dụng luôn. Đấy, mở ra hai bên. Các bạn có thể lấy cạc ra và cái phần bọc cất lại vào trong hộp và mọi thứ mới y nguyên. Nói sơ qua một chút về phần cạc nữa đi. Cạc đồ họa sẽ sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin trong điều kiện test Fermax. Cái mức điện năng tiêu thụ tối đa là 125W và mức nhiệt tỏa ra là hơn 60 độ C. Còn khi chơi game, hầu như các bạn sẽ không bao giờ đạt được cái mức điện năng tiêu thụ là 125W. Trung bình sẽ rơi vào khoảng từ 70 tới 100W. Với 70 100W điện thì chắc chắn là các bạn chơi game sẽ chả bao giờ lo hiện tượng tốn điện cả. Và như những ông nào mà bảo là đồ AMD tốn điện lắm. Đấy, tốn điện đâu? Chạy có bao nhiêu nhỉ? 125W là tối đa mà thậm chí chơi game chả đạt được. Còn đối với CPU của AMD Ryzen 5 3005 mình đã update BIOS mới nhất được tải trên trang chủ của ASRock về, và mức tiêu thụ điện khi mình không hề ép xung, chạy max xung 4.1 là rơi vào khoảng chừng 60W, 60-70W, tức là cả combo cộng lại còn chưa tới 200W và cộng thêm 200W hệ thống nữa là 400W. Các bạn có thể chọn mua những bộ nguồn 400W công suất thực xịn sò tới từ bất kỳ hãng nào, miễn là nguồn xịn là được. Còn đối với những cái bộ nguồn mà không phải đến những hãng quá xịn ấy, không có tiêu chuẩn 80 Plus Gold này, 80 Plus Brown chẳng hạn hay Silver thì 500-600W thì mình nghĩ là ổn, bởi vì một số cái bộ nguồn các bạn cần phải check kỹ thì mới biết đấy phải là công suất thực hay không. Còn bộ nguồn mà mình chọn cho các bạn yên tâm sẽ là nguồn xịn. Sau khi lắp hầu hết các linh kiện thì các bạn có thể nhìn thấy đây, card đồ họa của Acer Dual ấy sẽ có một rẻ led ở đây. Rẻ led thì thực tế ra chỉ có sáng duy nhất một màu thôi, và cái phần vỏ cây tương đối mỏng, tức là cái thành phần các xung quanh này mỏng thì mỏng rất dễ nhẹ rồi, có kính cường lực nữa thì việc các bạn kiểu thi thoảng mang bay đi. Ồ. Nani? Thật ra thì đôi khi mình lắp rất nhiều các bộ PC rồi, nhưng đôi khi mình vẫn xảy ra cái tình trạng quên lắp chặn main. Mình nghĩ là các bạn cần phải lưu ý điều này hàng đầu trước khi lắp main hay lắp bất kỳ linh kiện nào, cắm chặn main trước. Thôi thì một chút nữa mình sẽ tháo ra và mình sẽ lắp chặn main vào, rồi mình sẽ show lại cho anh em cái full bộ combo sẽ đẹp nào. Bây giờ sẽ là phần test game để cho các bạn có thể thấy được combo sẽ như nào. Và nếu như bạn quan tâm tới sản phẩm, đường link sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Hẹn lại các bạn.
cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.